tìm chữ số tận cùng của phép tính này. Bắt đầu lại lấy ví dụ lại nè. Ví dụ như 21 chữ số tận cùng nhiêu? 1. Chốt. Rồi. Tiếp tục 27 cộng 11 chữ số tận cùng nhiêu? Không biết thì cứ tính ra ra 38. Đừng có nhớ cái trước. Là 8 đúng không? Vậy chữ số tận cùng là 8. Bắt đầu mình tư duy lẹ luôn nè. Thấy 8 không? Tiếp tục 22 cộng 17 chữ số tận cùng nhiêu? 9. Đúng rồi. 21 nhân cho 20 chữ số tận cùng là nhiêu? Không. Đúng rồi, phép nhân nha, phải hiểu phép nhân nha. 21 nhân cho 22 chữ số tận cùng là nhiêu? 2. Đúng rồi, chốt cái chỗ đó chưa? Chốt kiến thức đó chưa? Rồi, vậy bắt đầu. Chữ số tận cùng của thằng này là bao nhiêu? Bắt đầu lấy cái gì? 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Bắt đầu làm nháp. 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Làm chậm. 1 nhân 2 ra 2. Nhân 3 nữa là ra 6. Nhân 4 nữa là ra 24. Vậy chữ số tận cùng của thằng này là số? 4. Chữ số tận cùng là số 4. Chốt. Tiếp tục thằng này nè. Chữ số tận cùng là bao nhiêu? 5. Nhân 6, nhân 7, nhân 8, nhân 9. 5 nhân 6, nhân 7, nhân 8, nhân 9. 5 nhân 6 ra nhiêu? 30. Mà mình biết số tận cùng là nhiêu? Không. Không nhân mấy cũng bằng? Không. Không, vậy cả phép tính này có chữ số tận cùng là? Đúng rồi, chữ số tận cùng là không. Thấy phép gì? Cộng đi. Vậy chữ số tận cùng là 4. Hiểu không?